các thời điểm mình tập yoga là thời điểm vàng này. Lúc mặt trời đang nói lên chưa lúc mặt trời lặn lúc mặt trời chưa mọc buổi sáng là chưa mọc nhé, lúc mặt trời đứng bóng là 12 giờ trưa nhé, và lúc mặt trời lặn là 3 thời điểm vàng. Mọi người không hiểu lại cứ tưởng là biết rồi là biết phải đâu, chỉ số hoạt động này chủ nhiều hơn. Và hai chân mở rộng bằng không. Rồi ok thì lâu hiểu chưa? Hít vào hai tay nâng căng, rồi kiễn cao hai chân. Anh vàng của em đóng phí 15 triệu, ấn vào 150 triệu. Đó. Tài khoản có tiền nó ấn chứ tài khoản mình có 15 triệu. Đó thì nó cũng là đại gia. Bà rồi xong mình nhập số không. Nó bảo tài khoản của mày không có, không đủ để thực hiện giao dịch. Rồi từ từ hạ các chân xuống sàn, đưa tay trái lắm lấy chân trái, đẩy chân trái ra xa, mũi chân sẽ thẳng, tay phải đưa về phía sau rồi bên trái. Người ta lưu ý là giữ thẳng chân, giữ cao mũi chân. Hít vào tình cao của mình, thở ra hơi trùng nhẹ đầu gối của mình, lưỡi mình đi sau, đẩy ra thoát thật chặt, đã siết cái đầu mình vào. Rồi đưa tay bên phải sang ngang, hít sâu, đẩy hết khí ra thoát thật chặt một lần. Thở ra chậm chậm trùng nhẹ gối đi phải, từ từ gặp người về phía trước, người song song đứng mặt phải, giữ tĩnh cơ thể, mắt tập trung nhìn vào biển. Rồi căng mũi chân.